Xin chào tất cả mọi người nha. Đây là một khóm vị hoàng sần mọi người ạ. Đây, khóm này thì không, lá này không bị lỗi. Đây, khóm này lá này bị lỗi này. Nó sần thì sần rồi, lá nào cũng bị sần luôn. Cây này bán cho anh em là bảo hành bao sần, láng là thu cây. Đấy. Vị hoàng sần, cái này thì là ngày trước trồng là mình để buộc đây mấy cái dại liền, buộc sát thế là nó cháy này. Đây, nó gì cháy đấy. Vị hoàng sần quy cách đây, khóm này một thân mẹ này còn 6 lá, có bị dẹp nha mọi người. Dẹp này đây mọi người, cạnh phát nó đi này. Đây là cái măng con, măng lớn rồi, măng mở lá rồi. Măng mở được 3 4 lá rồi này. Đấy, dễ đi đây. Bản lá thì chắc là mình không đo, nhưng mà bản lá này chắc được khoảng 2 2 rưỡi. Đây các bạn nhìn này, dẹp rất rõ này. Cây con thì ra thì sần, tương lai là kéo sần bằng hoặc ít hơn con mẹ, không bằng hoặc ít hơn con mẹ. Con mẹ sần 10 thì con này sần 8. Đấy mọi người nhìn này. Đấy, cái sần rất rõ nhá. Đây, dễ đây, đang đi này. Đợt này lại nên là nó cũng kiếm là nó cũng chững lại rồi. Và vị hoàng này cũng rất rẻ. Chả có một cái đây bên này, ở cái măng này có một hạt ngô này. Đây, mắt của hạt ngô này mọi người đây. Còn con mẹ thì mình nhìn là không còn. Không còn đấy. Anh em nào muốn sưu tầm vị hoàng sần thì nếu mà ưng cây này thì liên hệ mình nhá. Đây, như cây này thì bây giờ mình đang bán là 750 bao ship đấy, nhưng mà là chuyển khoản nhá mọi người, 750 bao ship chuyển khoản đấy. Mình thì là không cốt đấy, anh em chuyển khoản thì mình gửi cây đấy. Hoặc đến nhà mình giao dịch, mình ở 75 đường 10 Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định, số điện thoại mình có để bên dưới đấy. Này, cháy xém. Lá này nứt rồi mọi người. Đây. Vậy thôi. Rồi. Xin chào mọi người nhá.